Di Đà Phật, nhiều người và ngay cả bản thân cho rằng đạo Phật dành cho người sắp chết hoặc đã chết, nghĩa là phải có người nhà chết thì mới đi chùa. Thế nhưng quan niệm của con thay đổi từ từ sau khi tham gia các khóa tụng kinh cầu siêu đều đặn mỗi tuần. Con quả thật thấy cuộc sống vui vẻ an lạc lên nhiều. Kính xin thầy giải thích cho con hiểu tại sao con tìm được niềm vui trong cõi chết này. Cái người đặt câu hỏi này nói là có một số người, ngay cả bản thân của người này hồi xưa cho rằng đạo Phật dành cho người sắp chết hoặc đã chết, bởi vì chứng kiến thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ đã thay đổi khi có tụng kinh cầu siêu đều đặn mỗi tuần, và bây giờ thấy cuộc sống vui vẻ lạc quan. Nhưng mà hỏi thầy là tại sao con tìm được niềm vui trong cõi chết? Thì sẵn đây xin nói là đạo Phật là đạo dành cho mọi người, chứ không phải đạo dành cho người chết hay là người sắp chết. Đạo Phật dành, nếu có dành cho đó, là dành cho tất cả chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Và có đặc biệt thì đặc biệt cho những người làm sao khổ, còn sống mà họ khổ, thì có thể tìm đến đạo Phật. Và chính đạo Phật là cái chìa khóa vạn năng để cho họ có thể tự mở cái cửa giác ngộ giải thoát. Ngoài cái chìa khóa đó còn có vô số cái phương tiện khác, trong đó có phương tiện tụng kinh trong cái khóa lễ cầu siêu. Khóa lễ cầu siêu của đạo Phật đa số được gắn dính với bài kinh A Di Đà và những cái bài sám, và thường thì những cái bài sám ngày xưa thì quý thầy, mấy thầy lớn cứ đọc cái bài sám hồng trần, cõi hồng trần, quá ngán kiếp phụ sinh, tụ tán mấy luân hồi, cũng nhầm đọc cái bài sám đó, cũng nhầm nói lên là cái cõi này là vô thường giả tạm, thân này, thân người này cũng là không có thật. Và dầu cho có vợ, có con, có chồng, có nhà, có cửa gì đi nữa, thì tất cả những điều đó không đem được theo cái gì hết, và chỉ đem theo tội và phước mà thôi. Cái nội dung của cái nghi thức cầu siêu cũng như vậy. Cầu siêu đa số là cầu siêu cho cái người quá cố đã đành rồi, nhưng mà cầu siêu luôn cho người còn sống. Bởi vì người còn sống tuy là sống nhưng mà cõi lòng đã chết, cho nên lúc đó tôi cầu siêu cho ông đó. Và cái người mà đặt cái câu hỏi này nè, có một thời gian khi coi như là cái thân còn sống nhưng mà cõi lòng đã chết, tại vì không hiểu đạo Phật, không hiểu đạo Phật coi như chết. Và nhờ tụng kinh cầu siêu mà bây giờ có cái niềm vui ở trong cõi sống, cõi chết. Như vậy rõ ràng là cầu siêu, nghi thức cầu siêu ha, đi tụng kinh cầu siêu không có phải là tiêu cực, là chỉ cho người chết. Và khi mình tụng kinh, mình thực hiện một cái khóa lễ cầu siêu, thì ngay lúc đó không phải người chết được siêu không, mà chính mình cũng được siêu thoát. Siêu thoát không có nghĩa là cái hồn của người chết đã siêu thoát, mà cái tâm thức của mình, cái tâm thức mình ngày trước cái giờ phút tụng kinh là một cái tâm thức bất thiện, sau khi tụng kinh tâm thức của mình trở thành cái tâm thức thuần thiện, thì như vậy là đã siêu thoát. Cái tâm thức của mình mỗi một giây, mỗi một sát na như vậy đó, là nó có thay đổi và nó có cái chiều hướng. Nếu đi lên là được siêu thoát, nếu đi xuống là bị đọa lạc ngay khi chúng ta còn sống, chứ không phải chờ chết mới siêu, hay là chờ chết mới đọa lạc.
mà ngay trong cái kiếp sống này, ngay khi mà mình còn thở, mình còn ăn, mình còn nói, mình có đạo lạc không? Không phải chỉ đi vô trong những cái chỗ gọi là hợp đêm hay là nhảy disco mới gọi là đạo lạc, mà trong cái tâm thức của mình, ngay trong những cái giờ phút mình ăn uống, mình ăn uống mà trong cái mâm cơm quá nhiều nước mắt và đau khổ thì đó là đọa lạc chứ gì nữa. Ăn cái mâm cơm chọn lên mà ngon hết sức ngon luôn mà chậm đi uống quốc hết à, thì đọa lạc không? Tức không? Chị tức không? Nói tức không dễ đâu, tức chưa xong tức ăn hết từ tức rồi. Bây giờ giả dụ đi dọn lâm mà nó không ăn tức không? Cũng tức luôn, phải không? Nó mệt đó. Cho nên trong cái lúc ăn uống quý vị còn sống nhưng mà quý vị đã bị đọa lạc rồi đó. Nếu mà ngừng ở đó chưa sao không? Còn tức lên vậy đó mà đi đến cái những cái suy nghĩ và những cái hành động bậy bạ nữa, cuối cùng là sao? Nồi banh chén bể gì nữa, bữa gãy dao mát bay gì nữa, hai người cũng đang bay bay hai người bay luôn hai người bay luôn rồi đó. Thì như vậy là đang rõ lạc. Còn bây giờ quý vị đọc một bài kinh, mặc dầu bài kinh đó là bài kinh Di Đà cầu siêu, nhưng mà sau khi bài kinh Di Đà xong rồi về có được một cái hạnh phúc trong gia đình, được êm ấm, con cái dạy dỗ tốt lành, thì cái đó là được gọi là gì? Được siêu thoát. Siêu thoát đừng có nghĩ là chết mới siêu thoát, đúng không? Thì được cái niềm vui trong cõi chết là vậy, đi tụng kinh cầu siêu mà về an lạc giải thoát. Bởi vì thấy sao? Thấy rõ ràng là vô thường. Cái bà này mới đây họ từng rồi tôi thấy bà mà giờ bà mất rồi, tự nhiên mình giật mình đó chứ. Quý vị có giật mình vậy không? Có phải không? Giật chút thôi à. Giật chút ta gọi là giật găm. Còn giật hết đó, thì mình ta mới gọi là giật. Giật mình. Giật như thầy đó mới gọi là giật mình. À, còn giật có chút mà sao mà giật mình. Giật găm. Đó. Thì cái niềm vui không phải chỉ có cõi chết không, mà niềm vui nếu ta biết hưởng, ta biết cách nhìn, thì ở đâu cũng có niềm vui hết. Trong cái cõi chết vẫn có được sự sống, trong cái gọi là cùng cực của cái sự chết đó là sự sống. Mà phương Tây ngạn ngữ nó có một cái câu gọi là sao? Trong cái con đường hầm đen tối cuối cùng có ánh sáng cuối con đường, ánh sáng cuối đường hầm, cuối con đường hầm là như vậy đó. Là có hạnh phúc từ cõi chết, thì người này là như vậy đó.